gì vậy con? Hả? Làm sao? Hả? Uống rượu. Ai cũng muốn ăn cái này hả? Ủa biết là cái gì không? Hả? Rong biển đấy. Rong biển thành món gì ăn đây nha. À xé ra hả? Từ từ mày xem nào. À, tí mày trộn cơm cho ăn nha. Mày trộn cái cơm cho Lily ăn nha. Hiểu không? Hả? Ai cũng muốn xé nó thử hả? Đây. Thôi xuống trộn cơm đi con, xuống trộn cơm mày cho con thử luôn nha. Ừ. Rồi. À, muốn ăn thử. Rồi. Đâu có đũa hay đâu con, một tí xíu này nè. Lấy con ăn đi, con ăn đi. Ngon quá. Lấy ăn đi. Xuống mày trộn cơm cho ăn nha. Đây, đi xuống với mẹ nè. Đây. Ôi dồi ôi, đi nào con. Ly con lấy chén đi con. Cái chén con nữa kìa, cái chén cho con đi. Ly ơi, có chén cho con. Đây, con lấy mẹ làm nha. Đi ăn nha. Ngon không ta? Ừ. Mẹ đi nhỏ nhỏ cho đi ăn nha. À muốn ngon quá hả? Khó khó quá hả? Rồi. Mẹ đi nhỏ nhỏ cho đi ăn chị ăn nha. Muốn ăn thử không? Muốn ăn thử hả? Sao ta này, cho anh thử nè. Ngon không? Phải đi lên trên kia ăn với mẹ nha. À, để đây tí xuống mày dọn nè. Rồi, đi lên với mẹ thôi nào con. Đi. Đi nào, ôi trời. Đi xuống đi bộ không có bế đâu. Ai mà bế? Cầm cái đĩa làm kia có muỗng là đủ rồi. Con ngồi đây mẹ nào, con đang ngồi đây con. Ngồi xuống đây nha. Đây. Con này, đấy. Xúc ăn đi, con xúc ăn đi. Này này, xúc con này. Ngon không? Con xúc đi, con xúc đi. À nó khó xúc, nó dẻo, nó khó xúc hả? Đây. Rồi, đây này. À ngon quá, rồi ngon quá. Chưa cầm thôi con, cầm thôi ăn xong, nhai xong đã.
Ăn ngon chưa kìa. Cái viên này hơi to nha, gạt này xuống cho mẹ nè. Đấy. Ăn ngon quá, hai còn hai viên tự xúc thôi con, tự xúc đi, Duy Ly tự xúc lại đi. Ly tự xúc đi. À, con tự xúc đi. Rồi cái hai viên thôi. Đây này. Đúng rồi nè, đấy. Còn viên này con xúc đi. Đi xúc đi. Nó dẻo quá đúng không? Rồi. Ngon không? Ngon. Hết rồi. Em biết rồi. Thôi đi mày lau tay cho. Ăn thế thôi con, ăn bữa phụ thế thôi con. Nha. Thế mẹ nào lau tay nè. Được rồi. Ngon quá. Rồi đi đi. Bưng xuống kia các cái mẹ nè. Đi nha. Ôi đi không được hả? Rồi đi con. Bỏ xuống bếp đi con. À đi với con hả? Rồi đi. Đi thôi nè. Đi xuống đây. Cắt đây rồi. Đi thức uống nha. Đi ơi.